Nào, đã bắt đầu tìm ra được vận tốc của xuồng so bờ là bao nhiêu chưa? Nào, đã bạn nào tìm ra vận tốc của xuồng so với bờ là bao nhiêu chưa nhỉ? Nào, câu này là một câu nó mới, nó có cái điều hơi lạ một tí xíu. Thì bây giờ tất cả các bạn dừng bút và nhìn lên trên slide. Anh sẽ cho các bạn xem hiện tượng của bài này nó là cái gì và hướng đi của thuyền là gì và vì sao là thuyền nó sẽ đến một cái bến. Vì sao thuyền trong quá chuyển động nó lại cách cái bến dự định của nó 180 mét. Thì các bạn cùng tập trung nhìn lên trên slide. Bạn nhớ này, cùng tập trung và nhìn lên trên slide. Tập trung hết sức nha. Đây, bạn nhìn này. Được chưa? Bạn nhìn nhá, đây là cái dòng nước của chúng ta đúng không? Đây là dòng nước của chúng ta và chúng ta đang có một chiếc thuyền. Được chưa? Đang sang sông, được chưa? Theo phương vuông góc với dòng chảy. Vậy ở đây anh sẽ làm thí nghiệm theo hai tình huống xảy ra. Tình huống đầu tiên các bạn nhìn là khi nước không chảy. Các bạn nhớ này, tập trung nhìn này. Khi nước không chảy thì rõ ràng ở đây thuyền nó sẽ đi sang theo phương vuông góc luôn, không thay đổi hướng đi. Các bạn hình dung không? Bạn nhớ nhá, bạn nhớ này. Khi giả sử nhá, đây là điều giả sử. Nhìn lại nữa này. Ở đây chúng ta đang giả sử là dòng nước không trôi, tức là nước nó đứng yên. Nhớ là đầu tiên là chúng ta xét là khi nước không chảy. Được chưa? Thì rõ ràng là thuyền của chúng ta nó sẽ sang sang sông theo phương vuông góc luôn, nó không thay đổi phương chuyển động. Được chưa bạn? Đó, lưu ý vào. Đó, nhưng trong thực tế thì nước nó luôn chảy, đúng không? Trong thực tế thì dòng nước nó luôn chảy. Vậy khi dòng nước chảy thì nó sẽ làm thay đổi cái gì của thuyền các em ơi? Các em ơi. Nào, các em thử suy luận và bật lên nào. Khi dòng nước nó chảy thì nó sẽ làm thay đổi cái gì của chiếc thuyền. Bạn nhớ rõ này, rõ ràng là khi không có dòng nước thì cái phương của vector, cái phương vận tốc của thuyền là phương vuông góc với cái dòng chảy. Nhưng khi nước chảy thì sẽ làm thay đổi cái gì của chiếc thuyền? Sẽ làm thay đổi cái hướng đi của thuyền. Bây giờ thuyền nó không thể nào đi vuông góc được nữa và nó sẽ đi như thế nào? Thì bạn nhìn tiếp này. Thí nghiệm tiếp theo của chúng ta là khi có nước chảy, bạn nhìn này, bạn nhìn rất rõ đúng không? Dòng nước của chúng ta đang chảy đi. Đó, thì sẽ làm thay đổi gì? Theo bạn sẽ thay đổi gì? Bạn nhìn này, đó, nhìn này. Bắt đầu chúng ta cho thuyền sang sông, nhưng ở đây rõ ràng là thuyền nó sẽ không đi theo phương vuông góc nữa mà nó sẽ bị lệch lệch và chéo đi một tí nào đó. Bạn nhìn lại nữa nhá, đúng không? Đợi nhìn lại nữa này. Khi có dòng nước thì thuyền nó không đi sang theo phương vuông góc đâu mà nó sẽ bị lệch phương phương đi. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Nó bị lệch phương đi. Để cho bạn. Thì rõ ràng nhìn này, bạn nhìn rất rõ nhá, ở đây này. Đây nó chính là cái bến dự định ban đầu thuyền muốn sang, nhưng do có cái dòng nước nó chảy lên khi thuyền sang đến bờ bên kia thì thuyền nó nằm ở đây. Và rõ ràng nó đang cách cái bến dự định này. Mà nhớ này, cách cái bến dự định một đoạn trong đề bài này là 180 mét. Đó, thì đây nó là cái hiện tượng của ví dụ 1. Các bạn, các bạn nhìn này. Nếu chúng ta biểu diễn vector chúng ta làm thế nào, các bạn nhìn tập trung này. Đó, đúng không? Bạn nhìn này. Đây là vector V23, được chưa? Ở đây bạn nhớ này, vector V23 ở đây là vận tốc của dòng nước so với bờ sông, được chưa? Vận tốc của dòng nước so với bờ sông. Tiếp tục, thuyền nhớ này, cái vector V13 nó là cái vận tốc của thuyền trong giai đoạn sang sông khi có nước chảy, nó sẽ là một cái vector chéo chéo đúng không, là vector V13. Sau đó chúng ta ở đây nhớ này, tiếp tục là vector V12 ở đây. Vector V12 ở đây nó chính là vận tốc của thuyền so với dòng nước, chào bạn. Và chúng ta sẽ tổng hợp theo nguyên tắc hình bình hành thì chúng ta sẽ ra cái bài toán đó, lưu ý vào. Được chưa? Thì đó là một số cái hiện tượng nho nhỏ trong bài toán này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chữa ví dụ 1 xem đáp án là gì. Xem đáp án là gì. Nào, các bạn bắt buộc phải vẽ hình vào nhá. Đến đây tiếp tục này.
chúng ta bắt đầu chữa ví dụ 1 và các bạn bắt buộc phải vẽ hình vào. Chưa? Rồi các bạn nhìn này. Vẽ hình vào nhá thì nó mới hình dung và hiểu được vấn đề để cho các bạn. Đó. Không phải vẽ thuyền đâu nhé các bạn, chưa bạn thì vẽ một chấm này đây, giả sử này, giả sử thuyền của chúng ta sẽ bắt đầu đi từ điểm A, sẽ bắt đầu đi từ điểm A như này, được chưa, bắt đầu đi điểm A như này đó, và cái bến dự định ở đây, cái dự định ở đây là thuyền nó sẽ sang sông theo phương vuông góc với dòng chảy, đúng không? Đây, đây chính là cái bến dự định này. Được chưa? Và đây có một cái bến. Ở đây có một cái bến. Các bạn lưu ý bác, ở đây sẽ có một cái bến. Đó. Được chưa bạn? Và sử chúng ta ký hiệu cái bến này là cái điểm B, điểm B. Được chưa các bạn? Đó, lưu ý bác, vẽ chuẩn vào nhá. Nào. Vẽ hình vào, nhớ này, đây là vector, chúng ta gọi tên đấy nhá, chúng ta phải gọi tên đã. Nào đầu tiên là bước gọi tên đúng không? Gọi tên đã. Để thì chúng ta cứ dễ là gọi tên. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi xuồng là một, xuồng là một. Xuồng là một, được chưa? Nước là hai, nước là hai. Và bờ là ba, bờ là ba. Được chưa? Đó, rõ ràng bạn nhìn này, cái dòng chảy, nhớ này, cái dòng nước nó chảy này, đây dòng nước chảy này. Được chưa? Thì rõ ràng đây là vector V13 này. À đây xin lỗi, đây là vector V, đây là chính là vận tốc của dòng nước đúng không? Và vận tốc của dòng nước chính là vector V23. Được chưa? Đây là vector V23. Vector V23. Và rõ ràng các bạn vừa xem cái hiện tượng rồi, thuyền nó sẽ không đi sang theo phương vuông góc đâu, mà nó sẽ đi chéo chéo một tí xíu. Đây. Bạn nhìn này, đây đó là cái phương chuyển động của chiếc thuyền. Để cho các bạn, đó, lưu ý vào. Được chưa? Vậy rõ ràng là cái vận tốc, nhớ này, bạn nhớ nhá, cái đường này nó là cái phương, bạn nhớ này, cái đường này nó thể hiện là phương chuyển động của thuyền. Tức là thể hiện vận tốc của thuyền nó sẽ nằm trên đường này. Mà vận tốc của thuyền chính là vận tốc của 1 so với 3. Nhớ nhá, khi nhắc đến vận tốc của thuyền hay vận tốc của xuồng chính là nhắc đến V13. Vậy trong tình huống này thằng V13 sẽ phải nằm ở trên đường này. Đó, đây là V13. Được chưa? Gọi lưu ý vào. Đây, đây của chúng ta là V13. Nhớ nhá, bài đầu tiên vẽ hình cẩn thận vào. Được chưa? Đó, V13. Sau đó bạn làm một thao tác là tổng hợp theo quy hình hình hành thôi, bạn tìm vào nốt tầm V12 đúng không? Đó, vuông góc xuống. Rồi, hạ sang. Rồi, cạnh này chính là V12. V12. Được chưa? V12. Đó. Được chưa? Thì rõ ràng là khi sang đến bờ bên kia thì thuyền nó sẽ nằm ở đây, nằm đây. Và cái điểm này là điểm C. Điểm C. Chưa? Điểm C. Và rõ ràng ở trong tình huống này là người ta có một câu là thuyền cách địa điểm của bến dự định là 180 m. Tức là độ dài cái đoạn CB này, đây này, cái độ dài cái đoạn CB này đang là 180 m. Đang là 180 m. Gọi lưu ý vào. Nhớ là phải vẽ hình vào nhá. Được chưa? Đó, sau khi hình xong thì chúng ta xem chúng ta có cái gì ở trong đề bài này. Ta có. Đó. Bây giờ cái 180 m nó chính là độ dài đoạn BC đúng không? BC của chúng ta là 180 m. Chờ đây.
Đó, cái đoạn này nó là 180 mét. Chờ các bạn. Tiếp tục. Ở đây người ta còn cho bạn một cái chiều dài nữa là cái chiều một cái khoảng cách nữa là chiều rộng. Chiều rộng của sông. Nào các bạn ơi, chiều rộng của sông là gì? Các bạn ơi, chiều rộng của sông ở đây nó là độ dài cạnh nào các bạn ơi? Nào, độ dài của sông ở đây nó chiều rộng của sông ở đây nó là độ dài của cạnh nào nào bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Đây chính là cái chiều rộng của sông. Bạn nhớ này, đây chính là chiều rộng của sông, đúng không? Vậy chiều rộng của sông chính là độ dài cái cạnh AB này, AB này. Đó, gọi lưu ý vào. Chưa? Đề bài cho bạn biết AB của chúng ta đang là bằng 240 m. 40 m. Đúng chưa? 240 m. Và đề bài cho bạn biết tiếp là cái thời gian mà để xuồng sang đến bờ bên kia là 1 phút, 1 phút. Bạn nhớ đổi ra là 60 giây, 60 giây. Đúng chưa? Và đề bài yêu cầu tính vận tốc của xuồng so với bờ sông, tức là yêu cầu tính V13. Đó, tính V13. Chào bạn. Vậy đến đây bài toán này chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Đó, chúng ta sẽ giải quyết như nào? Đó, các bạn nhớ một điều như sau. Đó, dấu sao đầu tiên của chúng ta là với phần phân tích. Được chưa? Phân tích. Các bạn nhớ một điều là tất cả ở đây chúng ta đều xét là chuyển động thẳng đều hết. Bạn nhớ nhé, chúng ta đều xét chuyển động đây là chuyển động thẳng đều hết. Vậy phân tích ở đây một tí xíu này, ta có này. Trong khoảng thời gian 1 phút. Trong khoảng thời gian là 1 phút. Các bạn nhớ hộ anh một điều sau, bạn nhớ này, các bạn nhớ là chúng ta ở cái chuyển động tương đối tính là chúng ta chỉ xét loại chuyển động thẳng đều thôi. Rõ ràng là quãng đường chúng ta đi được luôn là bằng tốc độ các bạn nhân với cả thời gian. Các bạn nhớ nhá, nhân với cả thời gian. Được chưa bạn? Nhưng ở đây là chúng ta đang xuất hiện ba cái vector vận tốc thì bạn lưu ý một tí xíu này. Gạch đầu dòng đầu tiên là nếu nếu được chưa? Nếu ta xét theo phương của vector V13, bạn nhớ nhá, nếu được chưa? Nếu xét theo phương nếu xét theo phương của vector V13. Đây bạn nhìn này, bạn nhìn rất rõ này, đây. Cái phương của vector V13 là cái đường chéo này. Đó, được chưa? Nếu ta xét theo phương của vector V13, được chưa bạn? Thì rõ ràng là trong khoảng thời gian 1 phút, trong khoảng thời gian là 1 phút thì quãng đường nó đi được là bao nhiêu nhỉ? Nào, quãng đường nó đi được là bao nhiêu? Bạn nhớ này, bắt đầu tại điểm A sau 1 phút, bạn nhớ nhá, là chúng ta đang xét là cái phương của vector V13 đúng không? Thì sau 1 phút thì nó sang đến bờ bên này. Mà điểm nó sang nó chính là cái điểm C này. Được chưa bạn? Điểm C này. Đó, vậy rõ ràng là trong thời gian 1 phút nếu chúng ta xét theo cái phương của vector V3 thì rõ ràng quãng đường nó đi được chính là độ dài được AC này. Đúng không? Đây. Bắt đầu điểm A này, sau 1 phút đến đây, rõ ràng đoạn từ đây đến đây đóng vai trò là quãng đường mà chúng ta xét ở theo phương của vector V3. Đúng không ạ? Đó, vậy quãng đường đây chính là bằng độ dài được AC và đây bằng V13 các bạn nhân với cả T, nhân cả T. Được chưa bạn? Các bạn lưu ý vào. Tiếp tục này, nếu chúng ta xét theo phương của vector V12. Tiếp tục này, nếu nếu được chưa? Nếu xét theo phương của vector V12. Bạn nhớ nhá, cái phương của vector V12 nó là phương thẳng đứng này này. Đây là phương này này. Phương này. Nó phương này này. Các bạn lưu ý nhá, các bạn lưu ý vào. Bạn nhớ vào, được chưa? Chúng ta xét theo phương của vector V12 là phương này. Được chưa bạn? Thì rõ ràng là trong thời gian là 1 phút thì quãng đường nó đi được là độ dài đoạn nào các bạn ơi? Là độ dài đoạn nào?
Nào, là độ dài đoạn nào các bạn ơi? Là độ dài đoạn nào? Bạn nhớ trong hình dung này, nó bắt đầu tại điểm A, đúng không? Bắt đầu điểm A. Và đến sau 1 phút thì nó đến đây. Nhưng bạn nhớ này, nếu chúng ta xét ở theo, bạn nhớ này, nếu chúng ta xét theo phương của cái thằng V12 nhá, là chúng ta phải chiếu nó lên đây này, chiếu lên này. Thế rằng là điểm B này, điểm B. Vậy nếu chúng ta mà xét theo phương của vector V12, nếu chúng ta xét theo phương của vector V12 thì rằng là khi trong khoảng thời gian 1 phút thì nó sẽ đi được quãng đường chiếu độ giai đoạn này. Đây, từ đây này. Được chưa các bạn? Xét theo phương nào thì chiếu nó lên phương đó. Tàu đến đây, đúng không? Nhưng mà chúng ta xét theo phương của thằng vector V12 để chiếu nó lên như này. Đó, thì là độ dài nó đoạn đoạn AB này. Các bạn lưu ý vào, được chưa? Vậy quãng đường của chúng ta nó chính là bằng AB. Và AB ở đây nó chính là bằng V12 các bạn nhân với cả T, Được chưa ạ? Nhân cả T. Còn nếu chúng ta xét theo phương của V, nếu xét theo phương của V23, nếu xét theo phương của vector V23, vector V23 nó là phương nằm ngang, các bạn nhớ nhá. Cái vector V23 nó là phương nằm ngang này. Rồi. Vậy theo các bạn trong khoảng thời gian 1 phút nếu chúng ta xét theo phương của vector V23 thì quãng đường đi được sẽ là bao nhiêu nào? Quãng đường đi được sẽ là bao nhiêu? Nào các bạn. Nếu chúng ta xét theo phương của vector V23 thì trong thời gian 1 phút thì quãng đường đi được nó sẽ là bao nhiêu? Sẽ là bao nhiêu? Nào nó sẽ là bao nhiêu các bạn? Bắt đầu tại điểm A. Đúng chưa? Bắt đầu điểm A. Và bạn hiểu đơn giản là điểm kết thúc là điểm C, nhưng chúng ta đang xét theo phương của thằng vector V23 thì chúng ta phải làm ơn chiếu nó lên, chiếu lên. Được chưa đoạn này? Đó, chiếu đoạn này. Được chưa bạn? Thì rõ ràng là nếu chúng ta xét theo phương của vector V23 thì trong khoảng thời gian 1 phút nó sẽ đi được quãng đường là từ đây đến đây, từ đây đến đây. Mà đoạn này nó bằng bao nhiêu các bạn ơi? Nào, đoạn này thì nó chính là bằng đoạn BC này, đoạn BC này này. Đoạn BC này. Bạn hiểu không? Chính bằng đoạn BC này. Đó, hiểu không? Nó chính là 180 m, 180 m. Hay nó chính là bằng BC, BC. Đó, chính là bằng BC. Đúng chưa? Và đây nó bằng V23, V23. Các bạn nhân T, T. Đó là cái phân tích của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý vào, đó là cái phân tích bài toán của chúng ta. Đúng chưa? Khi các bạn hiểu vấn đề của bài toán này rồi thì bạn làm câu này nó không khó đâu. Đây, đề bài yêu cầu các bạn tính cái gì nhỉ? Bạn nhìn này. Đề bài yêu cầu bạn tính V13. V13. Đúng chưa? Bạn nhìn này. V13 nhân T thì bằng AC, mà T chúng ta có rồi là 1 phút, 1 phút. Vậy tóm lại để đi tìm được VO3 chúng ta thiếu AC. Vậy có tìm được AC không? Có tìm được AC không? Nào, có tìm được AC không? AB của chúng ta là bằng 240, BC là 180 thì có tìm được nốt AC không? Có tìm được nốt AC không? Các bạn ơi, có tìm được nốt AC không? Đấy, bạn nhìn cách hướng đi này, được chưa? Vậy đây ta có đâu gì đây? Ta có này, một dòng thì ra này, ta có. Được chưa? AC của chúng ta bằng căn bậc 2 của gì nhỉ? Của BC bình cộng với cả AB bình cộng với cả AB bình. Chào bạn. Thay số vào một cái là ra ngay. BC là 180 bình phương này. Bạn cộng với AB bình là 240. Thì bạn có cái này là 300 m. Đúng chưa? Đó. Và ra cái này bằng này, cái này thì nó bằng V13, các bạn nhân thời gian là nhân 60. Đúng chưa? Nhân 60. Đó, thì rõ ràng các bạn tìm ra ngay thằng V13, bạn tìm ra thật nhanh thằng V13 luôn. V13. Đúng không? Đó. Thì V13 các bạn tìm ra nó sẽ là 300 mà chia 60 thì là 5 m trên giây. 5 m trên giây.
lưu ý là 5 mét trên giây chờ bạn. Hoặc các bạn có thể hiểu, hoặc các bạn có thể tính như sau để bạn nhìn này. Đây, bạn nhìn rõ ràng này. Thằng V13 này của bạn đúng không? Có thể tính rất đơn giản này. V13 bạn sẽ lấy hai cạnh này bạn cộng lại với nhau như ở phần phương pháp đúng không? Thì bạn nhìn này. Bạn có tìm được V12 không? Cách thứ hai bạn có tìm được V12 không? Nó hơi lâu thôi. Bạn có tìm được V12 không? Bạn có tìm được V23 không? Quá tìm được luôn. Đúng không? Nào bạn nhầm thử xem V12 bao nhiêu? AB là 240. 240 mà chia 60 nhầm nó cũng ra là 4 mét trên giây. 4 mét trên giây. Bây giờ BC của chúng ta 180 mà chia 60 thì là 3 mét trên giây. Đây, bạn nhìn rất rõ này, bạn nhìn này. Bạn lấy 4 bình, bạn cộng 3 bình thì bạn căn ra phải bằng 5 không? Đấy. Có rất là nhiều hướng đi nhưng phải chọn hướng đi nào cho nó chuẩn vào. Bạn có thể nhìn này. Bạn có thể tính thằng V13 như sau. V13 bằng căn bậc 2 của V12 bình cộng V23 bình. Cũng được, không sai, nhưng nó hơi dài. Rõ ràng nhìn này. V12 của chúng ta là 4 bình. Thằng này V12 là 4 này, V23 là 3 này. Vậy căn bậc 2 của 4 bình cộng 3 bình. Rõ ràng nó vẫn là ra bằng 5 gì nữa. Đúng không? Đó, lưu ý vào. Gọi lưu ý nhá, đúng không? Chữ có thật vào. Nào xong chưa các bạn ơi? Chưa nhỉ? Đó, gọi lưu ý vào. Đấy, gọi ngẫm vào, nó thật ra nó cũng quá khó đâu, nhưng nó hơi lạ đối với các bạn thôi.